Quý vị và các bác, các anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, em xin giới thiệu tiếp thị nhanh cho quý vị và các bác, các anh em một đôi loa giàn. Xin nhắc lại, trước mắt quý vị và các bác, các anh em, đây là một đôi loa giàn. Đôi loa giàn này là một đôi loa đi theo giàn, thế nhưng khi về đến Việt Nam, cái bộ thớt của nó không còn nữa và người ta lấy loa ra và nó đã đi lẻ loa. Tức là đây là một đôi loa được tách ra từ những bộ giàn các bác nhá. Đôi loa Pillar. Đôi loa này sử dụng bát 27 màng carbon bóng và gân của nó là gân vải. Các tuyến loa đẹp zin và có một cái mức giá rẻ như một đôi loa tàu. Và tất nhiên cái âm thanh của nó đáp ứng lại vượt xa rất 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 nhiều tầm tiền mà quý vị và các bác, các anh em định đầu tư ra. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bác, các anh em hãy cùng đi đến sản phẩm đôi loa này. Các bác, các anh em nhìn thấy tuyến loa của nó đẹp mỹ mãn, hạt nhãn, đẹp bóng lòng nọng, thật sự quá đẹp. Một đôi loa sử dụng bát 27 nha anh em, bát 27 gang em gang đúng 25. Và cái gân của nó này là cái gân vải còn nguyên zin. Và cái màng của nó là màng carbon bóng lòng nọng, cực kỳ bóng. Sử dụng một loa chung, dòng loa chung giấy và một loa chép đôm các bác nha, chung giấy tép đôm. Về thông số của đôi loa này thì đôi loa này nó có tên như sau: đôi loa Pillar, nó có tên loa Pillar SX640V. Dòng này có trở kháng 6 ohm, công suất 100W một thùng, made in Japan các bác nha, tuyệt đẹp, rất đẹp. Đó là mặt tiền của em này thì đẹp mỹ mãn, hẳn nhãn, đẹp miễn chê luôn các bác nhá. Âm thanh cực kỳ hay, thật sự mà nói âm thanh sẽ vượt xa mức tầm tiền mà các bác định đầu tư, thật sự mà nói là như vậy. Một đôi loa giàn rất đáng chơi, giá chỉ bằng một đôi loa tàu, chưa chắc đã bằng một đôi loa tàu, đôi loa tàu khác còn đắt hơn các bác nha. Rất ok, một đôi loa Pillar em vừa giới thiệu cho quý vị và các bác, các anh em sử dụng bát 27, nhìn những cái gông loa của nó ngắm đã đẹp rồi. Và xin đi vào báo giá cho sản phẩm đôi loa này. Đôi loa này có một cái mức giá là 3.900.000 đồng các bác nhé. Xin nhắc lại, đôi loa Pillar model em vừa giới thiệu có giá 3.900.000 đồng, không bao gồm cước vận chuyển. Và hôm nay cửa hàng của em cập nhật về được một chiếc âm ni cỏ vô cùng rẻ tiền, chất âm mang lại cực kỳ hay, đánh được nhiều dòng loa. Một chiếc âm ni đờ lông, nó có tên là BMA 390 Mark 4 các bác nha. Đờ lông BMA 390 Sony 4. Chiếc đờ âm ni này là một chiếc âm ni mặt vàng chanh. Đấy, nó sở hữu là đánh 4 con sò than. Và công suất của em nó hình như là em đoán không nhầm, em vừa không xem kỹ lắm, hình như là 130W thì phải. Đúng rồi, 130W các bác nhé, 130W, mặt đẹp long lanh, máy bao zin tuyệt đối cho quý vị và các bác, các anh em. Và cái giá của chiếc âm ni này là 3.600.000 đồng. 3.600.000 đồng cho một chiếc âm ni đờ lông PMA 390 390 Mark 4 các bác nhé. Rồi, và tiếp theo là một chiếc âm ni cùng hãng, đó là một chiếc đầu cùng hãng, đó là một chiếc đầu đờ lông có tên là DMD 1000, chạy đĩa MD và kiêm giải mã, khi giải mã không cần mồi. Một cái ngoại hình mặt vàng chanh rất đẹp, các bác thấy rất đẹp luôn nhá. Và chiếc đầu này có một cái mức giá là 5.500.000 đồng. Ở ngoài thị trường, các kênh khác đang bán 6.500.000 đồng các bác nhé. Ai bán rẻ nhất cũng là 6.500.000 đồng. Riêng nói về chiếc đầu đờ lông DMD 1000 này các bác nhé, giá chung rồi. Nhưng em phân phối bán cho quý vị và các bác với cái giá là 5.500.000 đồng, rẻ hơn người ta 1-2 triệu. Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bác, các anh em hãy cùng đi đến thảo âm. Nguồn phát là một chiếc đầu đờ lông và âm ni đờ lông.
đánh với loa Peeler, loa giản, thì chất âm cực kỳ hay. Mưa biển rơi
chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bác các anh em.